Năm bảy phẩm hạnh nguyện, bấy giờ Phật bảo cụ thọ thiện hiện, có đại Bồ Tát tu hạnh bố thí ba la mật đa, thấy các hữu tình bị đói khát, dồn ép, áo quần rách nát, thiếu thốn đồ dùng, đẻ nằm, của cải mà họ mong cầu đều không được như ý. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình này, làm cho họ lìa bỏ san tham và không còn thiếu thốn. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta phải siêng năng tu hạnh bố thí ba la mật đa không hối tiếc, giúp cho hữu tình được thành thục trang nghiêm cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chóng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho trong cõi Phật ta không có các loài hữu tình thiếu thốn của cải như vậy, như chư thiên ở cõi trời tứ thiên vương, cho đến cõi trời tha hóa tự tại, hưởng thọ đủ loại đồ đạc và thú vui vi diệu. Các loài hữu tình trong cõi Phật của ta cũng hưởng thọ, cũng đủ loại đồ đạc và thú vui vi diệu. Này thiện hiện, do tu hạnh bố thí ba la mật đa này mà đại Bồ Tát sớm được viên mãn và mau chóng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, này thiện hiện, có đại Bồ Tát tu hạnh tịnh giới ba la mật đa, thấy các hữu tình phiền não bừng cháy, giết hại lẫn nhau, chấp chặt tà kiến, do đó tuổi thọ ngắn, nhiều bệnh, dung nhan tiểu tụy, không có oai đức, của cải thiếu thốn, sanh trong nhà hèn hạ, thân thể khuyết tật, làm nhiều việc hèn mọn dơ bẩn. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ, ta phải làm gì để cứu giúp các loài hữu tình này, làm cho họ xa lìa quả báo của các nghiệp ác. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không hối tiếc, tu hành tịnh giới ba la mật đa, giáo hóa hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chóng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho trong cõi Phật ta không có các loài hữu tình chịu quả báo của các nghiệp ác như vậy, tất cả hữu tình đều thực hành thập thiện hưởng quả báo thù thắng, như là sống lâu. Này thiện hiện, do tu hạnh tịnh giới ba la mật đa này mà đại Bồ Tát sớm được viên mãn và mau chóng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa thiện hiện, có đại Bồ Tát tu hạnh an nhẫn ba la mật đa, thấy các hữu tình giận dữ lẫn nhau, đấu khẩu, thô tục, hủy mạ lăng nhục, và dùng dao gậy giết hại lẫn nhau cho đến khi chấm dứt thân mạng, họ vẫn không xả bỏ ác tâm. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình này, làm cho họ xa lìa các việc ác như vậy. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hạnh an nhẫn ba la mật đa, giáo hóa hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho cõi Phật ta có được các loài hữu tình không có nghiệp ác và phiền não như vậy, tất cả hữu tình hòa thuận, coi nhau như cha mẹ, anh em, chị em, vợ con quyến thuộc, không chống trái nhau. Này thiện hiện, nhờ tu hạnh an nhẫn ba la mật đa này mà đại Bồ Tát sớm được viên mãn và mau chóng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa thiện hiện, có đại Bồ Tát tu hạnh tinh tấn ba la mật đa, thấy các hữu tình giải đãi biếng nhác, không siêng năng tinh tấn xả bỏ tam thừa, lại không thể tu nghiệp lành người trời. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình này, giúp họ lìa bỏ sự biếng nhác giải đãi. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành tinh tấn ba la mật đa, giáo hóa hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho mau viên mãn và sớm chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho trong cõi Phật ta không có các loài hữu tình biếng nhác giải đãi như vậy, tất cả hữu tình đều dõng mãnh, tinh tấn, siêng tu, nẻo thiện và nhân tam thừa, sanh trong trời người và mau chóng được giải thoát. Này thiện hiện, nhờ tu hạnh tinh tấn ba la mật đa này mà đại Bồ Tát sớm được viên mãn và mau chóng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, này thiện hiện, có đại Bồ Tát tu hạnh tịnh lự ba la mật đa, thấy các hữu tình bị năm phiền não tham sân si ngủ nghỉ dao động che lấp, làm mất vô lượng vô biên các thiền định. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ,
Ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình này, làm cho họ xa lìa các sự ngăn che và loạn động. Sau khi suy nghĩ vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hạnh tịnh lự ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chóng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho trong cõi Phật ta không có các loài hữu tình bị ngăn che và tán loạn như vậy. Tất cả các hữu tình đều tự do ra vào các loại thiền định vi diệu thù thắng này thiện hiện do tu hạnh tịnh lự ba la mật đa này mà đại bồ tát sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, thiện hiện có đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa, thấy các hữu tình ngu si có trí tuệ ác độc, làm mất chánh kiến ở thế gian và xuất thế gian, cho rằng không có nghiệp thiện ác và quả báo của nghiệp, chấp đoạn, chấp thường, chấp một, chấp khác, chấp đủ loại tà pháp, thấy việc đó rồi vị ấy suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình này, làm cho họ xa lìa ác kiến và tà chấp. Sau khi suy nghĩ vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hạnh bát nhã ba la mật đa, giáo hóa hữu tình được thành thục, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho trong cõi Phật của ta không có các loại hữu tình có ác tuệ và tà chấp như vậy. Tất cả hữu tình đều thành tựu chánh kiến và được trang nghiêm đầy đủ các loại trí tuệ vi diệu. Này thiện hiện, nhờ tu bát nhã ba la mật đa này mà đại bồ tát sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, thiện hiện có đại bồ tát tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình gồm ba nhóm khác nhau nên mới suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình khiến họ lìa nhóm tà định và bất định. Sau khi suy nghĩ vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho trong cõi Phật ta không có danh từ tà định và bất định, tất cả các hữu tình đều trụ chánh định. Này thiện hiện, nhờ tu hành sáu pháp ba la mật đa mà đại bồ tát sớm được viên mãn và có thể nhanh chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có đại bồ tát tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình đọa vào ba đường ác, chịu các khổ vô cùng, thấy việc đó rồi vị ấy suy nghĩ, ta phải làm sao cứu giúp các hữu tình khiến họ vĩnh viễn xa lìa nỗi khổ trong ba đường ác. Sau khi suy nghĩ vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho trong cõi Phật của ta không có tên ba đường ác, tất cả các hữu tình đều về đường lành. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà đại bồ tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có đại bồ tát tu hành đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy do nghiệp chướng ác nên các hữu tình phải ở nơi đất cao thấp không bằng phẳng, có nhiều gò đồi, ngòi rãnh, hầm hố, cỏ rác, gai góc, gai độc, lùm bụi, bất tịnh dẫy đầy. Thấy việc đó rồi vị ấy suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình khiến cho họ diệt trừ vĩnh viễn các nghiệp chướng ác, được sống ở nơi đất bằng phẳng như lòng bàn tay, không có các thứ như cỏ rác, gai gốc. Sau khi suy nghĩ vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho cõi Phật của ta không có các tạp nghiệp nhơ nhớp như vậy, đất đai nơi đó được bằng phẳng trang nghiêm, có nhiều hoa quả rất đáng ưa thích. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà đại bồ tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có đại bồ tát tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình vì phước đức ít
nên ở chỗ đất đai không có ngọc báu, chỉ có đủ loại đất đá ngói gạch. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình, nhiều tội ít phước như thế, giúp cho họ được ở nơi giàu có nhiều ngọc báu. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho trong cõi Phật ta không có các loài hữu tình nhiều tội ít phước như thế, mặt đất lót cát vàng, chỗ nào cũng có lưu ly và nhiều loại ngọc quý lạ, các hữu tình hưởng thọ những thứ đó không sanh đắm nhiễm. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà đại bồ tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có đại bồ tát tu đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy có những hữu tình lãnh thọ điều gì đều tham đắm, gây ra đủ loại nghiệp ác. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ, ta phải làm gì để cứu giúp các loài hữu tình đang bị lệ thuộc vào nhiều thứ như vậy, khiến họ vĩnh viễn lìa khỏi nghiệp ác tham đắm. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho trong cõi Phật ta không có các loài hữu tình bị lệ thuộc vào nhiều thứ như vậy, tất cả hữu tình đều không bị lệ thuộc đắm say sắc thanh vân vân. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà đại bồ tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có đại bồ tát tu tập đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình có bốn sắc tộc sang hèn khác nhau là sát đế lợi, bà la môn, vân vân. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ, ta phải làm gì để cứu vớt các loài hữu tình, giúp họ không còn có sự sang hèn khác nhau như vậy. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho trong cõi Phật của ta không có bốn sắc tộc sang hèn khác nhau như vậy, tất cả hữu tình đều cùng một sắc tộc, vân vân, đều thuộc dòng họ tôn quý. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà đại bồ tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có đại bồ tát tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình có dòng họ thượng trung hạ khác nhau nên suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình không còn các gia tộc thượng trung hạ khác nhau như vậy. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho trong cõi Phật ta không có các gia tộc thượng trung hạ phẩm khác nhau như vậy, mà tất cả hữu tình đều thuộc thượng phẩm. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà đại bồ tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có đại bồ tát tu đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình có hình sắc đẹp xấu khác nhau nên suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình khiến cho họ không còn hình sắc đẹp xấu khác nhau như vậy. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho trong cõi Phật của ta không có các loài hữu tình hình sắc đẹp xấu như vậy, mà tất cả hữu tình đều có hình sắc vàng ròng xinh đẹp lạ thường, mọi người đều thích nhìn, thành tựu nhan sắc thanh tịnh viên mãn bậc nhất. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà đại bồ tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có đại bồ tát tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy có hữu tình lệ thuộc vua chúa không được tự do làm bất cứ việc gì. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ,
Ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình, làm cho họ được tự tại? Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện: Ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho ở cõi Phật ta, các loài hữu tình không bị lệ thuộc vua chúa và được tự do làm mọi việc, cho đến không thấy hình ảnh của vua chúa, không nghe danh từ vua chúa, chỉ có Như Lai ứng chánh đẳng giác, dùng pháp giáo hóa dìu dắt mọi người và được gọi là vua pháp. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà đại bồ tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có đại bồ tát tu đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình ở trong những đường khác nhau như địa ngục vân vân, nên suy nghĩ: Ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình, làm cho không còn các đường thiện ác khác nhau nữa? Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện: Ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho trong cõi Phật ta không có các đường thiện ác khác nhau, cho đến không có danh tự địa ngục súc sanh, cõi quỷ, a tố lạc, người trời. Tất cả hữu tình đều giống nhau và đều tu một nghiệp là hòa hợp, tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, an trụ vào pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng tâm, bốn định vô sắc, tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, tu hành pháp môn đà la ni, tam ma địa, tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, tu hành mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tu hành hạnh đại Bồ Tát và vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà đại Bồ Tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có đại Bồ Tát tu đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình gồm bốn loại khác nhau là sanh từ thai, trứng, nơi ẩm ướt và hóa sanh. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ: Ta phải làm sao để cứu giúp cho họ không còn bốn loại sanh khác nhau như thế? Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện: Ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho trong cõi Phật ta không có bốn loại sanh như vậy, mà tất cả các loài hữu tình đều được hóa sanh. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà đại Bồ Tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có đại Bồ Tát tu đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình không có trí tuệ của năm thần thông, không tự do làm mọi việc, nên suy nghĩ: Ta phải làm sao để cứu giúp cho họ có được trí tuệ của năm thần thông? Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện: Ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho các loài hữu tình trong cõi Phật ta đều có trí tuệ của năm thần thông và đều được tự tại. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà đại Bồ Tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có đại Bồ Tát tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình ăn thức ăn từng miếng, thân có các thứ đại tiểu tiện, máu mủ hôi hám, rất nhàm chán lìa bỏ. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ: Ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình ăn thức ăn từng miếng, làm cho thân chúng không còn có sự đại tiểu tiện dơ bẩn.
Sau khi suy nghĩ vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho các loài hữu tình trong cõi Phật ta chỉ hưởng thọ thức ăn pháp hỷ vi diệu. Tất cả hữu tình đều giống trời cực quang tịnh, không có sự dơ bẩn ở trong lẫn ngoài thân thể. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà Đại Bồ Tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có Đại Bồ Tát tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình thân không có ánh sáng, làm bất cứ việc gì cũng cần phải có ánh sáng bên ngoài chiếu soi. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình này, làm cho chúng lìa khỏi thân thể không có ánh sáng như vậy. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho thân của các loài hữu tình trong cõi Phật ta có đầy đủ ánh sáng, không phải nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu soi. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà Đại Bồ Tát xứng được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có Đại Bồ Tát tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy nơi các hữu tình ở, có ngày đêm, có tháng nửa tháng, thời tiết năm tháng thay đổi không thường. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình này, giúp cho nơi ở của chúng không có ngày đêm và sự thay đổi của thời tiết. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho trong cõi Phật ta không có danh từ ngày đêm, tháng nửa tháng, thời tiết vân vân. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa này mà Đại Bồ Tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có Đại Bồ Tát tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình có tuổi thọ ngắn ngủi, liền suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình này thoát khỏi tuổi thọ ngắn ngủi như vậy. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho các loài hữu tình ở trong cõi Phật ta có tuổi thọ dài, khó có thể biết được là bao nhiêu kiếp. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà Đại Bồ Tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có Đại Bồ Tát tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình thân không có tướng tốt, liền suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp, làm cho các loài hữu tình có được tướng tốt. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho thân của các loài hữu tình trong cõi Phật ta được trang nghiêm bằng tướng tốt tròn đầy. Khi thấy họ, các hữu tình đều có niềm vui thanh tịnh vi diệu. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà Đại Bồ Tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có Đại Bồ Tát tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy những hữu tình lìa các căn lành, thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình này đầy đủ căn lành. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho tất cả các loài hữu tình trong cõi Phật ta đều thành tựu căn lành thù thắng vi diệu. Nhờ căn lành này, họ có thể sắm sửa đủ loại lễ vật thượng diệu để cúng dường chư Phật,
Nhờ phước lực này, khi sanh ở nơi nào, họ cũng có thể cúng dường chư Phật Thế Tôn. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà Đại Bồ Tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thế các hữu tình mang đủ các thứ bệnh trong thân tâm. Thân có bốn thứ bệnh là bệnh gió, nóng, đàm và các thứ bệnh khác. Tâm cũng có bốn loại bệnh là bệnh tham, sân, si và mạn, vân vân. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình có thân tâm bị bệnh khổ như thế. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho thân tâm của các loài hữu tình trong cõi Phật ta được trong sạch, không có các bệnh khổ, cho đến không có tên các thứ bệnh của thân tâm. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà Đại Bồ Tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình có nhiều ý muốn ưa thích ba thừa khác nhau. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình, làm cho họ xả bỏ ý thích nhị thừa và chỉ hướng đến vô thượng đại thừa. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho các loài hữu tình ở trong cõi Phật ta chỉ cầu vô thượng chánh đẳng bồ đề, chẳng muốn quả thanh văn độc giác, cho đến không có danh từ nhị thừa. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà Đại Bồ Tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thế các hữu tình sanh tâm tăng thượng mạng, chưa được cho là được, chưa chứng nói đã chứng. Thấy việc đó rồi, họ suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình này, giúp họ xả bỏ kiết sử tăng thượng mạng. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho cõi Phật ta không có người tăng thượng mạng như vậy, tất cả hữu tình đều lìa tăng thượng mạng. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa mà Đại Bồ Tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy có Như Lai ứng chánh đẳng giác với ánh sáng tuổi thọ và số đệ tử đều có giới hạn. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ, ta phải làm sao để ánh sáng, tuổi thọ và số lượng đệ tử đều không giới hạn. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, khiến cho lúc này ánh sáng, tuổi thọ và số lượng đệ tử của ta đều không có giới hạn. Này thiện hiện, nhờ tu sáu pháp ba la mật đa này mà Đại Bồ Tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy có Như Lai ứng chánh đẳng giác sống ở vùng đất có giới hạn. Liền suy nghĩ, ta phải làm gì để nơi ta cư trú có diện tích vô lượng. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho tam thiên đại thiên thế giới ở mười phương, nhiều như số cát sông Hằng hợp thành một cõi, ta ở trong đó thuyết pháp giáo hóa vô lượng vô số vô biên hữu tình.
Này Thiện Hiện, nhờ tu sáu pháp Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, Thiện Hiện, có Đại Bồ Tát tu tập đầy đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình ở lâu dài trong sanh tử và có vô số các cõi hữu tình. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ, bờ mé sanh tử giống như hư không, các cõi hữu tình cũng như hư không, tuy không thật có các hữu tình lưu chuyển trong sanh tử và được giải thoát, nhưng các hữu tình vọng chấp là có, nên bị luân hồi sanh tử, chịu khổ vô biên, ta phải làm sao để cứu giúp họ? Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không chút hối tiếc, tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thuyết pháp vô thượng cho các hữu tình giúp họ thoát khỏi nỗi khổ lớn sanh tử, khiến họ chứng biết sanh tử và giải thoát, đều không có sở hữu, rốt ráo là không. Này Thiện Hiện, nhờ tu sáu pháp Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát sớm được viên mãn và có thể mau chóng chứng được trí nhất thiết trí.